Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong mẫu ngữ pháp N4 các bạn ha. Và các bạn hãy cùng theo dõi trên màn hình đó là mẫu ngữ pháp gì. Trên hình vẽ thì các bạn thấy là có một cậu bé đang ăn quả dưa hấu và cậu bé này đã nói là konosukai amai. Quả dưa hấu này thì ngọt. Imamade konnani amai sukai o tabeta koto ga arimasen. Cho đến bây giờ thì tôi chưa từng ăn một quả dưa hấu nào mà nó ngọt. Như vậy thì ở trong câu này chúng ta có thấy xuất hiện từ konnani. Và konnani sẽ là mẫu ngữ pháp ngày hôm nay mà chúng ta được tìm hiểu tiếp theo. Konnani, sonnani, annani. Phía sau là tính từ hoặc là động từ. Thì khi này mình sẽ dịch là tính từ hoặc là động từ tới mức này, tới mức đó hoặc là tới mức kia. Cách dùng thì konnani, sonnani, annani được sử dụng như một trạng từ dùng để chỉ mức độ cách thức của vế đứng phía sau nó. Và để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của ba từ này thì chúng ta cùng đi đến một vài ví dụ tiếp theo sau đây. Hay kono hito wa hataraite imasu. Hay kono hito wa hataraite imasu. お金が、でもお金が足りません. Người đàn ông này thì làm việc các bạn ha. Và hình phía bên tay phải các bạn đó là nhưng mà anh ta vẫn không đủ tiền. Các bạn nhìn theo dõi câu ở trên bảng nhé. こんなに働いているのにお金が足りません. Hay こんなに働いているのにお金が足りません. Tôi thì đang làm việc đến mức thế này, đến như thế này, thế mà vẫn không đủ tiền. Thế thì konnani trong câu này đóng vai trò là một trạng từ dùng để chỉ tăng thêm cái mức độ cho động từ phía sau là động từ hataraite imasu. Hay tsugi mình có một ví dụ tiếp theo các bạn nhé. Kono hito wa kino no testo muzukashikatta ne to imashita. Cậu bé này thì đã nói là bài kiểm tra ngày hôm qua thì nó thật là khó. Và người bạn của cậu thì cũng đồng tình với ý kiến này. So da ne, anna ni muzukashikatta testo muri da. Đúng vậy nhỉ. Bài kiểm tra thì khó như thế kia thì thật là quá sức. Anna ni ở đây đóng vai trò là một trạng từ và nó sẽ dùng để chỉ tăng thêm cái mức độ cho cái tính từ phía sau là muzukashi các bạn ha. Anna ni khi này nó sẽ đóng vai trò là bổ trợ thêm cho cái tính từ nằm phía sau muzukashi, khó như thế kia. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, xin các bạn hãy liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và các bạn đừng quên click vào link bài tập ở phía dưới để làm bài tập các bạn nhé. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp. Mata kondo negashimasu.